có hai người. Ôi hoa hoa dậy. Homestay và người Mông nhé. Ra vai cùng ra đó. Cô Thủy đi lên trên tầng ạ. Cô Vân ở tầng 1. À thế ạ. Còn các cô chú đi lên tầng 2 ạ. Ô. Chú Kim Tử Long. Tầng 1 lên đó. Chú Kim Tử Long không biết. Đây, các khách về ạ. Chị Thủy ơi. Dạ. Em mời chị. Em mời chị. When I was young, I fell in love. I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Mẹ không ngờ đúng không? Mẹ tưởng con đang đi biển. Hôm qua là con đang trên xe Hà Giang, xong con nói mẹ không đi biển. Không ngờ, không ngờ. Không không nghĩ tới đó, thành ra cứ tưởng là một cái cô nào của oh my god, của cái cô nào ở khách sạn tổ chức mình đâu có sao được bay về. Con mới bay hôm qua. Ôi trời ơi, vừa mới nghỉ xong á. Ôi rất là cảm ơn con cà rốt nữa mày. Ôi con chào mọi người. Ôi trời ơi sao Thủy. Trời ơi chúc mừng nha mẹ con. Dạ con chào mọi người. Con chào cô. Nó ngồi nó hát mà mình cứ tưởng đâu là của khách sạn, của chương trình khách sạn để cho mình bất ngờ, tôi thấy mình hay hát vô tới cũng không biết luôn, đứng phía sau nhảy nhót cũng không. Con chào chú. Dạ con mới bay hôm qua. Con đi từ Perth về Sài Gòn, từ Sài Gòn ra Hà Nội, xong từ Hà Nội ra Hà Giang, xong từ Hà Giang lên đây. Vô tới đây mà mình tưởng cái cô nào ở khách sạn con giống nhảy hồi đó. Ủa sao cái tiếng hát nó nghe quen vậy? Dòm ra ôi trời ơi, nó ngồi nó ôm đừng, nó hát mà mình không biết được. Ôi trời ơi, cảm ơn chương trình không ngờ. Ôi trời ơi, bay mấy ngàn cái số bay mấy. Ôi Thủy mày là Thủy sướng nhất luôn á. Cảm ơn. Thiệt á, Thủy sướng nhất luôn á. Chị Thủy ơi, bây giờ là hoặc chị theo đoàn hoặc là bố trí cho chị với cháu là thôi đi tour, du lịch rồi đi về. Chị chọn option nào để bọn em bố trí kế hoạch luôn ạ. Thôi bây giờ đoàn nói sao mình nghe vậy. Không, đây là đoàn đưa ra hai lựa chọn, hoặc là hai mẹ con là thôi tranh thủ khi có dịp đi thăm Hà Giang thì là thôi tách đoàn, là tạm biệt đoàn, làm lễ chia tay luôn ở đây. Không chia tay. Hoặc option thứ hai là con đi theo chứ. Không theo chứ. Con nhập đoàn luôn chứ. Con nhập đoàn theo chứ. Dạ, tổ chức sản xuất rồi, bọn em hết tiền. Hết kinh phí. Vâng, hết kinh phí ạ. Không, tức là Thủy không lấy kinh phí luôn. Không lấy kinh phí. Thủy không lấy kinh phí luôn. Coi như là ấy còn kiểu thì không... Chị chủ nhà đây, chị chủ nhà chị bảo là đợt này là nắp khách không có chỗ. Hết phòng rồi ạ, hết phòng. Phòng rồi ạ. Có sao đâu. Sao đâu, sao đâu. Không sao đâu. Nằm lên nhà không được, leo lên nhà không được. Leo lên nhà nằm tiền cũng được ạ. Đúng rồi. Nếu mà đoàn không đủ kinh phí thì chị Thủy chia cho một ít kinh phí. Đúng rồi, cho bao cả đoàn. Ôi, quá hẹn cùng thành công ơi. Ngày hôm nay đem một con người bằng xương bằng thịt về đây để mà gần với mẹ. Mình nói là mình không thể tưởng tượng được. Cái gì nó đang xảy ra đây? Cái gì vậy?